Xin chào các em, hôm nay chúng ta đến với cái bài đại não, một trong những cái bộ phận của não bộ của chúng ta. Ở bài 46 chúng ta đã học về tiểu não, não não trung gian cũng như là trụ não. Ở đây chúng ta sẽ học cái phần đại não. Phần đại não này thì chúng ta có những cái nội dung chính như sau. Chúng ta sẽ học về cấu tạo và chức năng. Chức năng đây là nói về những cái vùng chức năng của não bộ, đại não của chúng ta. Bây giờ trước khi đi vào bài thì cô cho các bạn theo dõi một số hình ảnh như sau. Ở đây có những cái hình ảnh khi mà chúng ta bị chấn thương sọ não, bị tai biến mạch máu não hoặc là viêm màng não thì một số hậu quả ví dụ là chúng ta có thể bị mất trí nhớ hoặc là sau cơn tai biến thì chúng ta bị liệt hoặc là khi mà bị viêm màng não thì chúng ta sẽ không đi được và bị nó gọng. Đó là những hậu quả nặng nề khi mà chúng ta bị tổn thương cái phần đại não. Vậy thì đại não nó có cấu tạo và chức năng như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm về cấu tạo của đại não. Rồi, trước khi nói về cấu tạo thì cô cho các bạn theo dõi lại cái hình ở cái bài 46. Chúng ta sẽ so sánh đại não với các thành phần khác của não bộ. Thì các bạn thấy ở đây như phần phần khác của chúng ta đã học, ở đây là phần tiểu não, phần này là phần trụ não. Thì trong phần trụ não có cái phần não giữa ở đây, ở phía đây là đồi thị và vùng dưới đồi của não trung gian. Vậy thì cái phần lớn bên trên này là cái gì đây? Đó chính là đại não. Đây là cái não bổ dọc, hay chúng ta có thể nhìn thấy được cái bộ phận bên trong. Nếu mà nhìn nó bên ngoài thôi, chúng ta sẽ thấy bao quát, chúng ta thấy được cái đại não rồi, nó sẽ che lấp cái phần não giữa và cái não trung gian. Cái cụm này, não giữa và não trung gian, chúng ta sẽ không thấy được. Cho nên với đại não rất là phát triển và lớn như vậy thì nó sẽ che lấp đi cả cái phần não trung gian và não giữa. Kế tiếp thì cô có một số hình so sánh các bạn về não người và một số loài thuộc ngành động vật có xương sống. Ví dụ ở đây cái phần não, đại não tương đương với cái phần não trước của cá chép này các bạn, vị trí số 2 đây nè. Đại não người ở chúng ta gọi là đại não, ở cá chép gọi là não, cái phần não trước nè, các bạn thấy rất là nhỏ ha. Còn qua tới cái não của thằn lằn thì cái phần và não trước của nó đây, bạn thấy so sánh bạn thấy nó đã lớn hơn được có não cá. Và tiếp tục đến cái chim bồ câu thì cái phần não trước ha, ở đây còn gọi là đại não của chim bồ câu nữa, thì nó lớn hơn so với hai cái loài động vật còn là trước, đó là cá chép với lại bò sát, và loài động vật cấp cao là người chúng ta. Đó, cái đại não rất là lớn và nó lớn với cái kích thước tầm cỡ như thế nào thì một lát chúng ta sẽ theo dõi tiếp về cái phần cấu tạo bên ngoài của nó. Ngoài ra thì so sánh giữa cái não người với tinh tinh, các bạn thấy về cái kích thước ha, não tinh tinh nó nhỏ hơn cái đại não người rất là nhiều kể kích thước, cả các bạn thấy thấy được. Ngoài ra thì còn có so sánh thêm nữa thì chúng ta sẽ có câu hỏi ở phần sau, cô sẽ cho các bạn so sánh kỹ hơn về người với tinh tinh. Rồi, bây giờ cô có một cái bài tập cho các bạn ở phần 1 để mình có thể tìm hiểu được cái cấu tạo của đại não cả trong và ngoài luôn. Chúng ta sẽ quan sát cái hình 47.1 não bộ nhìn từ trên xuống, và 47.2 bán cầu não trái, 47.3 cái phần này là mình cái lát cắt ở bên trong của não chúng ta có thể thấy hình 47.3, thấy được các đường dẫn truyền của đại não. Ba cái hình này thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ dùng những cái thuật ngữ mà có thể là thích hợp nhất để chúng ta làm cái phần bài tập điện tử như sau. Cô sẽ tách ra từng phần cho nó dễ từng đoạn ha. Cái đoạn đầu tiên, bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các nếp gấp, đó là các khe và rãnh làm tăng diện tích bề mặt của vỏ não nơi chứa thân của các neuron và lên đến 2.300 đến 2.500 cm vuông. Hơn 2 phần 3 vỏ não nằm trong các khe và rãnh. Vỏ não chỉ dày khoảng từ 2 đến 3 mm thôi và gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp.
cái đoạn thứ hai cô sửa cho các bạn. Các rãnh chia mỗi nửa đại não ra làm các thùy. Rãnh đỉnh thì ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh, còn rãnh thái dương sẽ ngăn cách thùy trán, thùy đỉnh với lại thùy thái dương. Và trong các thùy các khe nó sẽ tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Rồi cái đoạn còn lại dưới vỏ não là chất trắng, là phần bên trong, và trong đó nó có chứa các nhân nền, còn gọi là nhân dưới vỏ. Vậy ba đoạn này là cái phần điện từ mình đã làm xong rồi. Đó, bây giờ cô sẽ phân tích lại những cái hình để cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái đoạn mà chúng ta mới vừa làm. Đó, bây giờ ở hình 47.1 thì các bạn thấy, ở hình 47.1 các bạn thấy là có cái rãnh liên bán cầu. Cái rãnh này rất là sâu và nó sẽ chia đại não chúng ta thành hai nửa bán cầu. Bán cầu trái và bán cầu não phải. Kế tiếp thì có cái chú thích trong hình trong sách giáo khoa để các bạn sẽ nhận biết được. Đây còn gọi là các khe, khe não. Và các khe, các rãnh này nó sẽ tạo nên các khúc cuộn não. Đây các bạn. Còn phía trên đây chính là thùy trán. Ở phần đỉnh đầu của chúng ta là thùy đỉnh. Và phía sau đó chính là thùy chẩm. Thì các bạn thấy các khe, các rãnh nó tạo thành những cái khúc cuộn não, rất là nhiều khúc cuộn não. Và những cái khúc cuộn não này, và những cái khúc cuộn não này nó sẽ làm tăng cái diện tích bề mặt nào của não bộ của chúng ta, đại não của chúng ta. Và các bạn thấy hồi nãy là cái kích thước mà chúng ta nhìn ở đây thì nó sẽ trong cái hình thực nó sẽ gấp là cả trăm trăm lần ha các bạn, tại vì cái kích thước, cái diện tích là khoảng 2.300 đến 2.500 cm vuông, rất là lớn ha các bạn. Cái tiếp chúng ta phân tích nữa là các thùy ở não bộ của chúng ta thì nó được chia ra bởi các rãnh. Hình 47.2 ha các bạn. Cái rãnh đầu tiên ở đây đó chính là rãnh đỉnh, và nó sẽ chia ra giữa thùy thùy trán với lại thùy đỉnh. Rãnh kế tiếp chúng ta thấy là nó đây, gọi là rãnh thái dương, thì nó sẽ chia vị trí của cái thùy trán, thùy đỉnh với thùy thái dương, giống như cái phần mà chúng ta vừa làm bài ha. Còn rãnh kế tiếp nữa là, kế tiếp nữa là các bạn thấy là phía sau đó chính là thùy thùy chẩm. Rồi, vậy bây giờ thì qua cái bài tập đó, các bạn tóm tắt lại cho cô cấu tạo ngoài của đại não. Rồi, trong phần cấu tạo ngoài của đại não, các bạn đã thấy cái phần đầu tiên, các bạn thấy là não bộ của chúng ta được chia làm hai nửa bán cầu trái và phải nhờ các rãnh liên bán cầu. Các rãnh này rất là sâu. Rồi, ý thứ hai đó là các rãnh này lại chia não bộ chúng ta ra làm bốn thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm. Rồi các rãnh, các khe sẽ tạo nên các nếp gấp của não, các khúc cuộn não thì sẽ làm tăng diện tích bề mặt của vỏ não. Đó là cái phần tóm tắt đầu tiên của chúng ta về cái cấu tạo ngoài. Kế tiếp thì chúng ta sẽ, xin lỗi các em ha, mình quay lại chút xíu. Đây là cái đường dẫn truyền thần kinh nối liền giữa hai bán não trái và phải. Đây là cái đường truyền thần kinh nối giữa hai bán cầu não trái và phải. Và hai cái đường này là cái đường dẫn truyền thần kinh nối giữa cái vùng vỏ não với cái phần bên dưới của cơ thể ở chúng ta. Đó là cái phần tủy sống đó, thông qua đường dẫn truyền xuống. Và tại đây các bạn thấy là nó có sự bắt chéo. Đường dẫn truyền xuống nó có sự bắt chéo, và tại đây thường bắt chéo ở hành tủy hoặc là tủy sống ha. Còn kế tiếp các bạn thấy hai cái đường này chính là cái đường dẫn truyền nối giữa cái não trung gian với não giữa phần bên trong, nó bị che lấp bởi cái đại não, cho nên là đây là hai cái đường nối giữa cái não trung gian với não giữa với các vùng khác của bộ não. Rồi bây giờ có cái phần tóm tắt là cái phần cấu tạo trong của não bộ
đại não của chúng ta ha. Về cấu tạo trong thì chúng ta tóm tắt lại là hai phần là chất xám và chất trắng. Chất xám thì các bạn nó thấy nó nằm ở bên ngoài, nó hình thành cái lớp vỏ não dày từ 2 đến 3 mm, gồm 6 lớp. Còn chất trắng thì nó nằm ở bên trong, nó là các đường thần kinh nối giữa các phần vỏ não với nhau, với các phần khác, và nối giữa cái đường vỏ não với các bộ vùng vỏ não với các phần dưới cơ thể, thì nó có nơi bắt chéo tại hành tủy hoặc vị sống ha. Những cái đường này bắt chéo tại hành tủy vị sống liên hệ với các phần khác của hệ thần kinh đó. Rồi trong chất trắng thì có thêm nhân nền, đó là cái phần tóm tắt về cấu tạo trong của đại não. Và trước đó cô có nói về cái sự bắt chéo đường dẫn truyền xuống từ cái vỏ não đến các phần tủy sống và các phần cơ thể bên dưới. Thì cái phần này nó liên hệ thực tế một cái ví dụ là khi chúng ta bị tổn thương ở bên bán cầu não trái thì chúng ta sẽ để lại cái hậu quả gì. Nó liên quan đến cái phần này, các bạn lưu ý kỹ nha. Có thể có cái câu hỏi liên quan phần này cho nên chúng ta chú ý kỹ phần này đó. Thì bên nửa bên bên phải cơ thể của chúng ta sẽ chịu bị ảnh hưởng, đó chính là bị liệt nếu mà chúng ta bị tổn thương bên bán cầu não trái. Và tương tự nếu mà bên bán cầu não xin lỗi các bạn, bên thân bên phải bị liệt thì do tổn thương bên bán cầu não trái, và ngược lại bên bán cầu não não phải của chúng ta tổn thương thì nửa thân bên trái chúng ta bị liệt. Lý do là có cái đường dẫn truyền thần kinh đi xuống đó, nó có sự bắt chéo tại hành tủy hoặc là tủy sống ha. Đó cho nên cái tóm tắt của về cấu tạo đại não á, và cả trong và ngoài luôn, thì cô có phần tóm tắt ngắn gọn lại cho các bạn hết. Đó là phần đại não nó che lấp cả não trung gian và não giữa. Về cấu tạo ngoài ha, thì có 3 phần 3 ý sao đó. Đó là rãnh tiền bán cầu chia đại não thành hai nửa, bán cầu não trái và phải. Rãnh sâu thì chia thùy lầm, chia não thành 4 thùy, đó là thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm. Các khe các rãnh nó sẽ làm rất là nhiều, sẽ làm tăng cái diện tích bề mặt của vỏ não. Về cấu tạo trong thì chất xám ở ngoài làm thành vỏ não và dày từ 2 đến 3 mm, gồm 6 lớp. Cái phần kế tiếp là chất trắng ở trong là cái đường thần kinh nối vỏ não với các phần khác của hệ thần kinh. Hầu hết những cái đường mà nói ở bên dưới á, thì nó sẽ bắt chéo ở hành tủy hoặc là tủy sống. Đó, hồi nãy cái phần này cô có cho các bạn cái ví dụ thực tế rồi ha. Ở trong chất trắng thì còn có các nhân nền. Đây là phần tóm tắt về cái sơ đồ đối với cái phần 1 La Mã của chúng ta, cấu tạo của đại não, cả cấu tạo về trong vẫn có cấu tạo bên ngoài, cả trong và ngoài luôn ha. Rồi như hồi nãy trong cái phần đường bắt chéo, các bạn thấy là bên bán cầu não trái thì nó sẽ điều khiển cơ thể bên phải, tức là cái tay phải của chúng ta luôn. Còn bên bán cầu não phải thì sẽ điều khiển cái nửa bên trái cơ thể, tức là cái phần tay trái của chúng ta. Cho nên cái này liên quan cái phần mà chúng ta thuận tay trái hoặc tay phải á, ha các bạn. Đó, thì cái tiếp cô sẽ nói về cái phần này. Bên bán cầu não trái của chúng ta thì nó thực hiện một số chức năng như là quản lý, logic, toán học, vận động tinh, ngôn ngữ, quan sát. Còn bên bán cầu não phải chúng ta thì có những cái chức năng liên quan đến lãnh đạo, tưởng tượng, vận động thô, âm thanh và thẩm mỹ. Cho nên bạn nào mà thuận tay phải thì cái khả năng tính toán quản lý của mình thì nó phát triển hơn. Còn đối với bạn nào mà thuận tay trái thì một số cái khả năng liên quan về nghệ thuật như âm thanh, thẩm mỹ nè, tưởng tượng nè, đó, và cả về cái tài lãnh đạo nữa. Thì ở đây trong khảo sát từ ở tổng thống Mỹ ở những năm trước thì từ 5 đến 6 vị tổng thống Mỹ đã có cái việc mà thuận tay trái ha các bạn. Đó, đó là một cái và cho nên người ta gọi là những người thuận tay trái thường có rất nhiều tài lẻ các bạn đó. Và trong một những cái tài lẻ mà
khâm phục nhất đó chính là cái tài lãnh đạo ha, bằng một số cái tài về nghệ thuật, âm thanh, thẩm mỹ ha, về cái khả năng tưởng tượng. Và ở đây chúng ta không nên tự ti về mình phải thuận tay phải hoặc tay trái, tại vì một số cái việc mà chúng ta cần phải sử dụng cả hai tay, như khi chúng ta lái xe chẳng hạn, rồi chúng ta khiêng vác đồ chúng ta cũng phải sử dụng hai tay, và chúng ta làm một số việc vận dụng hai tay thì chúng ta vẫn vận dụng được cả hai bán cầu não trái và phải được hết. Cho nên chúng ta không không cần phải tự ti khi chúng ta thuận tay phải so với những cái bạn thuận tay trái có nhiều tài lẻ hơn đó. Và những bạn thuận tay trái thì cũng không có nên mà quên cái việc là chúng ta phải sử dụng hai bán cầu đại não, thì cái khả năng phát huy họ tối đa tất cả các công việc sẽ đạt cái hiệu quả tốt hơn. Và ở đây có một cái ví dụ ha, khi mà não bộ chúng ta tập trung á, duy nhất một cái việc nào đó thì nó đạt hiệu suất đến 100% đó các bạn. Còn khi mà chúng ta bị sao nhãng, khi chúng ta làm việc này chúng ta đang nghĩ về một cái việc khác, hoặc là chúng ta làm hai việc cùng một lúc ha, và một phần não bộ của chúng ta sẽ bị lãng phí, và hiệu quả làm việc nó sẽ không đạt cái hiệu suất phần trăm cao so với cái việc chúng ta chỉ tập trung cho một việc duy nhất mà thôi, thì cái hiệu quả sẽ cao hơn, và có thể là thời gian mà chúng ta làm việc có thể là sẽ ngắn hơn so với chúng ta làm nhiều việc cùng một lúc đó. Và một số trường hợp nữa là khi các bạn không có tập trung, chúng ta nghe cô giảng bài, hoặc là khi mà chúng ta học mà chúng ta lại tưởng tượng hình dung lên một cái trong đầu chúng ta luôn có một cái hình ảnh âm thanh liên quan đến một cái việc khác, ví dụ đang học bài mình nhớ đến việc ăn uống chẳng hạn, đang học thì nhớ đến chơi game, hoặc là chán quá rồi ngủ luôn đó. Đó là những cái việc mà sao nhãng khi chúng ta học tập không có tập trung á, thì do não bộ chúng ta khi mà chúng ta học ví dụ là một số môn về logic học như toán học này chẳng hạn đó, thì chúng ta cần sử dụng bên bán cầu não não trái nhiều hơn đúng không, cho nên bán cầu não phải giờ nó rảnh quá cho nên nó sẽ làm chúng ta sao nhãng đi, nó liên tưởng trong đầu chúng ta luôn có những cái hình ảnh chúng ta lưu trữ lại, bỗng chợt nhớ lên tới cái việc ăn uống, tưởng tượng món ăn nào đó. Cho nên cái việc cần thiết để hiệu quả, để chúng ta có thể kết hợp phát huy tối đa được hai cái bán cầu não trái và phải để tránh việc sao nhãng trong học tập và không tập trung, thì cô có một số cái phương pháp sau. Thứ nhất là mình học cái sơ đồ tư duy ha, thì trong cái sơ đồ này chúng ta tăng cường cả về hình ảnh này đó, về trí tưởng tượng của chúng ta, thì đây là liên quan tới bán cầu não phải đúng không, khi mà chúng ta học một cái phần về vận dụng về cái ngôn ngữ rồi đó là cái bên bán cầu não trái đúng không đó, cho nên là chúng ta sẽ vận dụng cả hai cái bán cầu não phải và trái, và thậm chí thêm cái phần mà logic để cho nó chính xác những cái thông tin nữa, cho nên chúng ta sẽ phát huy được cái tối đa hiệu quả học tập hơn và làm cho cái não bộ chúng ta sẽ phát triển hơn. Chúng ta sẽ có thể là học vận dụng cả bên não trái và não phải luôn. Và một cái phương pháp nữa là chúng ta học cái từ khóa. Từ khóa này thường mình sử dụng cho một số việc là chúng ta học ngoại ngữ chẳng hạn, thường các bạn sẽ sử dụng từ khóa rất là nhiều. Đó là một số cái phương pháp mà cô hướng dẫn các bạn để giúp cho chúng ta có thể phát triển cái não bộ chúng ta phát huy tối đa ở hai bán cầu não trái và phải. Rồi bây giờ ở phần đầu bài các bạn thấy khi mà não đại não của chúng ta bị tổn thương dẫn đến bị liệt đó, dẫn đến bị liệt hoặc là bị không có thể nói được hoặc là bị ngọng luôn đó, thì đó là những cái việc xảy ra khi mà não chúng ta bị tổn thương. Vậy thì chức năng não bộ chúng ta nó có những cái chức năng gì mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, thì chúng ta qua phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chức năng của đại não và cái vùng chức năng của nó ảnh hưởng đến nghiêm trọng như thế nào đối với cơ thể khi mà tổn thương. Rồi ở đây cô có một cái ví dụ về động vật, đó là một cái trường hợp bị cắt vỏ não, một trường hợp đối với con chó bình thường để đối chứng lại.
Đối với chú chó bình thường á, thì con vật nó sẽ nhận biết được mọi vật diễn ra xung quanh, nó phân biệt được người lạ người quen đó, và biết đi tìm thức ăn khi mà đói. Và kế tiếp nữa là nó, khi mà chúng ta dạy nó một số điều đơn giản như là kêu nó ngồi xuống, hoặc là chúng ta thải thải trái banh thì kêu nó nhặt về chẳng hạn. Đó là những cái phản xạ có điều kiện hình thành cho chó, ở con chó bình thường này. Còn đối với chú chó bị cắt bỏ cái vỏ não rồi, thì con vật này thường lãnh đạm với mọi vật xung quanh, có nghĩa là mọi vật xung quanh diễn ra như thế nào thì nó cũng chẳng quan tâm gì hết đó. Kế tiếp nữa là nó không phân biệt được người lạ người quen, rồi khi đói cũng không biết đi tìm thức ăn luôn, và nó mất tất cả các phản xạ có điều kiện đã được hình thành, nó không còn nhớ gì cả, giống như bị mất trí nhớ rồi. Các bạn thấy khi mà tổn thương não rồi đó, thì chúng ta có cái chuyện xảy ra là cũng có mất trí nhớ nữa ha, và không hình thành được các phản xạ có điều kiện mới luôn, là vỏ não đã bị cắt rồi đó. Đó, đây là một cái ví dụ ở động vật các bạn thấy đòi vỏ não, và để coi nó cô chỉnh nhầm, xin lỗi các bạn ha, mình chỉnh lại vùng thị giác. Vùng ở đây là vùng thính giác, vị trí thứ ba ở đây là vùng cảm giác, còn vị trí ở đây đó là vùng vận động, còn vị trí ngay chỗ vị trí số 5 ở đây của chúng ta là vùng gì? Là vùng vận động ngôn ngữ. Vị trí 6 à, dưới đây vùng hiểu tiếng nói, kế bên vùng hiểu tiếng nói sẽ là vùng hiểu chữ viết. Đây là những cái vùng chức năng của vỏ não của chúng ta ha. Chúng ta gom lại khoảng là có 8 vùng điển hình đó, liên quan đến cái chức năng của vỏ não hai các bạn. Rồi bây giờ trong những cái vùng mà cô kể trên thì các bạn thấy là động vật có một số vùng giống như con người chúng ta, nó vùng vận động nè, vị giác nó vẫn có ha, đó cảm giác rồi vân vân. Vậy thì theo các bạn, trong những cái vùng nãy giờ liệt kê á, thì vùng nào chỉ có người và vùng nào không, động vật nó không có, người mới có hay động vật không có? Thì đây liên hệ con người, chúng ta hiểu được tiếng nói chữ viết, vận động được cái ngôn ngữ, chúng ta có thể nói được nhiều thứ tiếng chẳng hạn. Đối với động vật, ví dụ cụ thể như là chim sẻ châu Á hó, thì chim sẻ ở châu Mỹ châu Âu cũng chả biết gì đó, tại vì nó không có cái vùng mà hiểu được tiếng nói chữ viết như con người chúng ta ha. Còn một số bạn nói con vẹt có thể nói được á, thì nó chắc là cũng có vùng vận động ngôn ngữ. Thưa các bạn, nó không phải ha, động vật nó có khả năng là hình thành được các phản xạ có điều kiện, cho nên nó có thể bắt chước chúng ta thôi, chứ nó không phải là có cái vùng vận động ngôn ngữ đâu ha, cũng không có vùng hiểu tiếng nói đâu ha. Nó là cái hoạt động bắt chước, nó hình thành cái phản xạ có điều kiện của nó thôi, chứ không phải là nó nói chuyện được với mình, nó nói nó lặp lại cái câu mình đã dạy cho nó. Đó là cái mình hình thành cho nó cái phản xạ có điều kiện đấy ha. Đó, kế tiếp thì cô có cái phần tóm tắt lại ở cái phần phần 2 La Mã này, nói về cái sự phân vùng chức năng của đại não. Thì các bạn thấy vỏ não của chúng ta nó có rất là nhiều vùng cảm giác, vùng vận động, có ý thức, thuộc phản xạ có điều kiện. Nó là vỏ não chính là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. Riêng ở người thì có thêm vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và vùng hiểu chữ viết. Rồi con người chúng ta về các vùng não bộ á, thì ở phần thùy trán các bạn thấy là có cái khả năng về tư duy nhận thức, rồi vùng đỉnh thì là về khả năng về xúc giác, vùng ở thùy chẩm thì có khả năng về thị giác, vùng ở đây là thùy thái dương thì có cái khả năng về thính giác. Đó là những cái chức năng nằm trên các phân vùng vỏ não, và những cái vùng vỏ não hiện nằm ở trên những cái thùy não của chúng ta các bạn. Một số cái chức năng rất là quan trọng, khi mà tổn thương những cái vùng này thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Ví dụ các bạn tổn thương ở cái vùng chức năng về thị giác, ở phần thị chẩm của chúng ta, thì dẫn đến chúng ta có thể bị mù đó.
Rồi bây giờ cô có một cái phần để chúng ta hãy so sánh lại kỹ hơn về não ở thú với là người, đó, đặc biệt là ở tinh tinh với người. Thì khối lượng não cho thấy là ở tinh tinh là có 430 gram thôi, ở người nặng tới 1370 gram nữa hả các bạn. Đó, thì so sánh được thì các bạn thấy vậy cái khối lượng kích thước nó đã khác nhau rồi. Cho nên tập hợp như các khe các rãnh nó sẽ có cái sự khác nhau rõ rệt. Các khe các rãnh với kích thước lớn thì các khe các rãnh chúng não bộ người chúng ta rất là nhiều, cho nên bề diện tích bề mặt rất là lớn. Kế tiếp đó là khối lượng não ha, như cô mới nói nãy các bạn rồi, thì ở tinh tinh khối lượng nó không bằng so với khối lượng não người với khối lượng 1370 gram nữa ha. Tinh tinh chỉ có 430 gram thôi. Ngoài ra thì cái chung cư vận động cảm giác như ở lớp thú thì người có thêm về vận động ngôn ngữ nữa các bạn, đó, như hiểu tiếng nói chữ viết, tinh tinh thì nó không có ha. Rồi ở đây cô có cái phần tóm tắt lại bài cho các bạn qua cái sơ đồ tư duy đó. Thì giờ nhà các bạn thử vẽ cái sơ đồ tư duy như thế này để chúng ta học nguyên cái bài về đại não để cho nó dễ. Thì phần đầu tiên rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai nửa, bán cầu não trái và bán cầu não phải. Mỗi bán cầu thì có ba rãnh chia đại não thành bốn thùy. Thì cô đã nói tóm tắt ha, thùy là trán, đỉnh, thái dương, chẩm đó. Và các rãnh các khe sẽ làm tăng diện tích bề mặt vỏ não, đó là về cấu tạo ngoài. Về cấu tạo trong, cấu tạo trong thì có phần chất xám bên ngoài nó làm thành vỏ não, chất trắng ở trong thì đó là các đường thần kinh dẫn truyền ha các bạn. Về chức năng và các bộ chức năng của vỏ não đây, chức năng thì chất xám của đại não chúng ta đó là trung khu của các phản xạ có điều kiện, còn chất trắng đó chính là dẫn truyền. Và ngoài ra có các vùng chức năng của đại não rất là nhiều ha, vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói chữ viết, vùng cảm giác, rồi vùng thính giác thị giác vân vân đó. Và trước khi kết thúc bài học á, thì cô có cái phần nói về việc mà chúng ta phải bảo vệ bộ não chúng ta. Bạn thấy khi mà não bộ bị tổn thương thì hậu quả rất là nghiêm trọng, vậy chúng ta làm gì để bảo vệ cái bộ não của chúng ta? Đó, điều quan trọng á, khi chúng ta tham gia giao thông á, chúng ta phải đội mũ bảo hiểm. Ở đây thì chỉ hạn chế một phần chúng ta ảnh hưởng đến cái não bộ khi chúng ta lỡ may chúng ta xảy ra tai nạn thôi, chứ không phải là đội mũ bảo hiểm là 100% tính mạng chúng ta được bảo vệ, và nghĩa là 100% não bộ chúng ta được bảo vệ đâu ha các bạn ha. Rồi đó là khi mà chúng ta tham gia giao thông thì các bạn phải cần đội đội mũ bảo hiểm ha. Ở phần củng cố này cô có một bài tập nhỏ thôi liên quan tới cái phần mà cô cho các bạn về nhà làm đấy. Tại sao những người bị chấn thương sọ não thường mất đi cảm giác, trí nhớ, mù và điếc và để lại di chứng suốt đời luôn? Thì khi mà cái vùng vỏ não nó bị tổn thương rồi ha, thì nó bị hư hại rồi, thì cái vùng ở chức năng, ví dụ chúng ta bị mất trí nhớ, chúng ta chả nhớ được chuyện gì hết, vùng chức năng vận động về các ngôn ngữ này kia thì chúng ta đã không còn nữa rồi, cho nên cha chả nhớ được cái chuyện gì hết. Rồi mù chẳng hạn, thì chúng ta các bạn thấy là khi mà chúng ta va đập đầu ở phía sau á, chúng ta thường chấn thương mà nặng nghiêm trọng nhất là bị mù á các bạn ha. Đó là cái vùng thị giác chúng ta đã bị tổn thương, hoặc là vùng mà thùy nào ở thùy thái dương của chúng ta ở bằng não đó, có vùng thính giác á, chúng ta bị tổn thương chúng ta sẽ bị điếc đó. Hoặc là ở phần đỉnh đầu chúng ta có cái vùng cảm giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ở phần đỉnh đầu chúng ta bị va đập ở phần đỉnh đầu nè cũng bị mất cảm giác luôn đó. Đó chính là vùng chức năng của vỏ não rất là nhiều, mỗi phần đảm nhận cái chức năng khác nhau, cho nên là khi mà chúng ta bị chấn thương sọ não á, những cái vùng này á ha ảnh hưởng rất là lớn và để lại di chứng suốt đời luôn. Và tùy theo cái chấn thương nó nghiêm trọng như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái vùng nào nữa ha. Rồi cuối bài thì các bạn về nhà học bài, trả lời những cái câu hỏi còn lại trong sách giáo khoa và xem trước bài mới cho cô. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.